Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bộ Chính trị quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Trong quy định vừa ban hành, Bộ Chính trị yêu cầu cán bộ đảng viên phải nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định gồm 6 điều, trong đó nêu rõ cán bộ, đảng viên phải yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, có bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, hội nhập. Người cán bộ cũng phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đoàn kết, kỷ cương, tỉnh thương trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. 1. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Tại quy định, Bộ Chính trị nhấn mạnh cán bộ đảng viên phải suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, luôn tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, nhà nước và của nhân dân, theo quy định của Bộ Chính trị. Đặc biệt, cán bộ đảng viên phải xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân. Chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực công tác, làm việc trong môi trường quốc tế, tích cực tham gia quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, theo đường lối đối ngoại của Đảng, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng cộng đồng vì hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển. 2. Không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực. Cũng tại quy định này, Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, đồng thời quản lý sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả, không xa hoa lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân. Cán bộ đảng viên cũng phải luôn trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực, không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi, bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng, thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín, quy định của Bộ Chính trị nêu. 3. Kiên quyết đấu tranh phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy. Tại quy định này, Bộ Chính trị cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, cơ quan, tổ chức và trong nhân dân, trước hết là ở chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác, khu dân cư, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Song song đó là nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, nhất là kỷ luật phát ngôn, nói và làm theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chấp hành các quy định của cơ quan, đơn vị, phục tùng sự phân công của Đảng, của tổ chức. Sống có nghĩa tình, chân thành, thương yêu, đối xử giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và mọi người theo lẽ phải, phù hợp với đạo lý dân tộc, cùng nhau tiến bộ. Nêu cao trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt, sẵn sàng đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm tốt trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ đối với gia đình, cộng đồng, xã hội. 4. Cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.
Một yêu cầu đáng lưu ý khác tại quy định này là cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ đảng viên chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cấp ủy gương mẫu trước đảng viên gương mẫu trước quần chúng, quy định của Bộ Chính trị nêu rõ. Cán bộ đảng viên cũng phải tích cực vận động, thuyết phục gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khiêm tốn, cầu thị, giản dị, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác, nói đi đôi với làm đi đôi với nói, đã nói là làm. Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Thông tấn xã Việt Nam vừa phát đi thông tin cho hay, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, từ 16 đến 18 tháng 5, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng ngày 18 tháng 5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc. Ưu tiên thực hiện thật tốt 12 định hướng phát triển đất nước. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cạnh đó xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn, bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới. Đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, 100 năm thành lập nước. Tổng Bí thư đặt vấn đề, phải chăng sau 40 năm đổi mới, chúng ta đã thực sự hình thành được lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam? Trong nhiệm kỳ này, cần phải tập trung ưu tiên thực hiện thật tốt 12 định hướng phát triển đất nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm như trong đề cương báo cáo chính trị đã nêu. Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, nên chăng trong giai đoạn phát triển mới vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội 13 đề ra. Tuy nhiên, cần tập trung vào những nội dung rất then chốt, cụ thể hơn như xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, phát triển. Cùng với đó, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, thu hút bồi dưỡng phát triển trọng dụng nhân tài và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để thực sự tạo ra đột phá, phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025. Qua đó khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, làm rõ những nội dung đổi mới, những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn của nhiệm kỳ khóa 13 so với các nhiệm kỳ trước. Đồng thời dự báo khả năng thực hiện cương lĩnh, mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chú trọng làm rõ những vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!